về dân chủ tự do và nhân quyền cho Việt Nam cùng sự vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ trình bày một đề tài cũng như phân tích rõ ràng về sự thất bại của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong âm mưu nhằm triệt tiêu hóa uy tín của chính phủ quốc gia Việt Nam thời hy sinh đạo ông Đàm Quân trong vấn đề liên hệ đến chú Vua Văn Thản. Chúng ta biết rằng trong năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng lực lượng võ trang, công cụ võ trang cưỡng chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Khi cưỡng chiếm xong, họ tuyên bố thống nhất đất nước. Họ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa và họ nằm mơ trong chiến thắng đó của họ. Thực sự thì trong năm 1975, quân cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa di tản nước ngoài là một sự di tản chiến thuật, và Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại và hiện hữu từ năm 1975 cho đến bây giờ. Đến bây giờ, Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu khôi phục lại sức mạnh quốc tế của mình qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Đào Mạnh Quân. Và bây giờ người Cộng sản Việt Nam đã thấy được rõ ràng ý nghĩa của sự phục hồi sức mạnh quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa, nên họ bắt đầu run sợ. Cho nên vấn đề Việt Nam Cộng Hòa trở thành là vấn đề nhạy cảm đối với họ. Vì thế họ luôn luôn tìm cách chống phá, phá hoại đủ cách, đủ mọi hình thức nhằm triệt tiêu uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Thì như chúng ta đã thấy trong ngày hôm qua, rất nhiều cơ quan, rất nhiều cá nhân đã triệt tiêu, bôi bẩn, phá hoại Việt Nam Cộng Hòa, phá hoại chính phủ gia đình Nam thời. Cũng như chúng ta đã thấy đó. Do vậy, trong cái vụ mà ông của chú Vương Văn Thả, chú Vương Thả là người yêu nước nồng nàn, chân chánh. Khi mà chú đã giác ngộ được rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mang cái sự tai hại đến cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đến bây giờ đất nước Việt Nam từ Nam đến Bắc hoàn toàn tơi tả, rách nát, không có cái gì mà có thể còn nguyên vẹn. Đất nước là từ từ họ dâng cho Tàu Cộng. Môi trường sống của Việt Nam, sinh thái của Việt Nam hoàn toàn bị ô nhiễm. Biển sông ngòi đất liền. Tàu Cộng thì tự do tràn ngập khắp lãnh thổ Việt Nam từ Nam đến Bắc. Đến nỗi mà người Việt Nam, một người nào đến Việt Nam thì họ cảm thấy như là cái đất nước này là của Tàu Cộng, không phải của Việt Nam. Vì toàn là người Tàu không. Bây giờ tiếng Tàu nó cũng được công khai mà được truyền tải rộng rãi ở đất nước Việt Nam. Thậm chí còn được những cái cán bộ cao cấp của Cộng sản Việt Nam cho dạy bằng tiếng Tàu. Cho nên với một người yêu nước, một người yêu nước nồng nàn và sự bộc trực, chú đã bắt mạng cái chế độ Cộng sản này, chú không đồng ý và tẩy chay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên thế nên chú kêu gọi, mà lời kêu gọi của chú thậm chí rất là bạo động. Lời kêu gọi của chú nhằm triệt tiêu hóa cái huyền thoại Hồ Chí Minh, cũng như là lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại. Lời kêu gọi của chú kêu gọi hỏa táng Hồ Chí Minh tại Lăng Ba Đình, hỏa táng Đảng Cộng sản Việt Nam, và chú cũng kêu gọi thành lập một cảm tử quân 5.000 người để mà triệt tiêu tất cả Cộng sản Việt Nam từ Nam đến Bắc. Chúng ta nhớ rằng chế độ Cộng sản Việt Nam là một chế độ bích kính, nó chỉ cho lan truyền một chiều mà thôi. Cái lon truyền một chiều đó là cái chiều có lợi
cho Đảng Cộng sản Việt Nam, có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bất cứ một cá nhân nào, một cái cơ quan nào, một cái tổ chức nào mà gây bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì là chúng áp dụng luật lệ mà khai trừ Lê Tất Cát, chế tài ngay. Như chúng ta đã thấy trong quá khứ, một ký giả của nhà báo khi mà phê bình lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì qua trong vòng 21 tiếng đồng hồ là người này đã bị khai trừ rồi. Thế thì tại sao cái lời kêu gọi rất bạo động của chú Vương Thả là được loan truyền trên hai đài truyền hình VTV1 và VTV2? Đây là hai đài truyền hình của Cộng sản Việt Nam mà tại sao loan tải toàn bộ nội dung lời kêu gọi của chú Vương Thả, mà nội dung này thì rất là bạo động, rất bất lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao? Quý vị đồng bào suy nghĩ đi, tại sao như vậy? Đó là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Đây là một cái kế âm, một kế hoạch, một âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tương kế tụ kế. Chúng tương kế tụ kế thế nào? Tôi xin giải thích cho đồng bào Việt Nam cũng như quý vị hiểu trên thế này. Cái tương kế tụ kế của Đảng Cộng sản Việt Nam nó để nhằm triệt tiêu hóa, triệt tiêu hóa cái uy tín của chính phủ quốc gia Việt Nam thời dưới sự lãnh đạo của ông Đào Minh Quân. Vì chúng rất nhạy cảm với vấn đề này. Và khi mà Việt Nam Cộng Hòa nó thực sự có một sức mạnh rồi thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diệt vong. Đó là một điều tất yếu thôi. Cho nên điều này là điều ưu tiên số 1 mà chúng phải đạt được. Thế thì chúng mới lấy cái chuyện của ông Vương Thả, của chú Vương Thả để mà tương kế thừa kế. Bằng cách gì? Bằng cách là cho loan truyền tất cả những lời kêu gọi bạo động của chú Vương Thả trên hai đài truyền hình này, VTV1 và VTV2. Cái lời kêu gọi chú Vương Thả mà khi mà người Cộng sản phân tách để mà chọn lựa, nó có hai cái chọn lựa đó cho chúng. Chọn lựa thứ nhất là triệt tiêu hóa có uy tín của chính phủ quốc gia Việt Nam thời dưới sự lãnh đạo của ông Đào Minh Quân. Và thứ hai là chúng ta chọn lựa cái là lời kêu gọi của chú Vương Thả sẽ làm cho lòng dân oán hận thêm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời người dân Việt Nam sẽ bớt sợ, sẽ vùng dậy đứng lên để mà lật đổ chế độ này. Thì hai cái chọn lựa này thì họ phải chọn lựa một trong hai. Thì họ phải chọn lựa cái vấn đề triệt tiêu hóa uy tín của chính phủ quốc gia Việt Nam thời dưới sự lãnh đạo của ông Đào Minh Quân. Tại sao? Là vì cái mà tác dụng thứ hai mà người dân oán hận vùng dậy để lật đổ chế độ này là điều nó xảy ra rất khó khăn hơn. Trong quá khứ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam trong cải cách ruộng đất, họ đã giết bao nhiêu ngàn người? Họ giết hàng trăm ngàn người khi Hồ Chí Minh cho Trường Chinh thực hiện kế hoạch này. Khi thực hiện kế hoạch này xong, lòng dân nổi lên thì họ hạ bệ Trường Chinh để cho lòng dân bớt xuống. Rồi sau họ phục hồi lại cái vị trí Trường Chinh. Vì lúc đó lòng dân không còn nữa, không còn cái oán giận, oán ghét, oán thù nữa. Thì trong vấn đề này nó làm cũng giống như vậy thôi. Cho nên mặc dù vấn đề thứ hai là một sự cũng quan trọng, là việc nói là lòng dân sẽ bớt sợ, sẽ đứng lên mà lật đổ chế độ này, thì họ nó sẽ không cái nặng bằng cái sự mà triệt tiêu cái uy tín của chính phủ quốc gia năm thời dưới sự nào của ông Đào Minh Quân. Đây là một cái yếu tố quan trọng chính. Là bởi vì khi mà sức mạnh quốc tế của Việt Nam Hòa đã phục hồi hoàn toàn được thì cái chính quyền Cộng sản Việt Nam phải bị triệt tiêu. Họ rất sợ điều này. Cho nên họ dùng tất cả kế hoạch chủ đề một này là nhằm triệt tiêu uy tín của chính phủ quốc gia Việt Nam thời dưới sự nào của ông Đào Minh Quân. Họ triệt tiêu như thế nào? Đây, tôi xin trình bày cái âm mưu, cái tương kế tụ kế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề này liên quan với chú Vương Thả. Chú Vương Thả là người yêu nước, nồng nàn, chân chính và rất bộc trực. Khi chú đã giác ngộ thấy được Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một cái nhà cầm quyền và một Đảng Cộng sản gây sự tác hại vô cùng lớn lao cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
Đất nước Việt Nam bây giờ hoàn toàn bị đánh nát hết, từ Nam đến Bắc không có gì hết. Đạo đức cũng mất đi, tất cả một cái đạo đức giáo dục con người đều hoàn toàn bị mất đi. Bây giờ Việt Nam đầy chất độc hết, đất liền, sông, biển đều bị chất độc hết. Tàu cộng thì tràn ngập khắp lãnh thổ Việt Nam từ Nam đến Bắc, đến nỗi mà bây giờ chúng ta đến một thành phố nào, chúng ta nhìn vào sẽ cảm thấy đó là thành phố, là đất nước của Trung Cộng chứ không phải đất nước Việt Nam. Tại sao như vậy? Đó là do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tạo ra như vậy. Cho nên cái nhà cầm quyền, nhà cầm Cộng sản Việt Nam, quyền đảng Cộng sản Việt Nam là những nhà cầm quyền thối nát, tàn ác với dân, hèn giác với dân, và nhà cầm quyền bán nước, tiếp tay với Trung Cộng mà đưa người dân vào nô, vào hán hóa, và đi đến cái chỗ có thể là diệt vong và diệt chủng. Diệt vong bởi vì đất nước Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Diệt chủng có nghĩa là người dân Việt Nam sẽ không còn, khi mà người Tàu đã vô tràn đầy cái cương thổ của Việt Nam. Cho nên cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, quyền đảng Cộng sản Việt Nam là những kẻ bán nước phản quốc. Vì chú thấy được điều này, cho nên vốn là một người yêu dân, yêu nước, nồng nàn và cương trực, nên chú đã muốn lật đổ cái đồ Cộng sản này và triệt tiêu hóa cái huyền thoại của Hồ Chí Minh. Vì Hồ Chí Minh là nguyên nhân tạo ra cái sự đau khổ này của người dân và đất nước Việt Nam. Cho nên chú kêu gọi, và lời kêu gọi của chú nó đi vào sự rất bạo động đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chú kêu gọi hỏa táng cái huyền thoại của Hồ Chí Minh, kêu gọi hỏa táng Hồ Chí Minh tại Lăng Ba Đình, cũng như hỏa táng Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, lật đổ cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chú kêu gọi thành lập một cảm tử quân 5.000 người để nổi lên, để mà diệt trừ tất cả Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Đảng Cộng sản Nam từ Nam đến Bắc. Với lời bạo động, lớn với lời kêu gọi rất bạo động này, thế thì tại sao hai cái đài truyền hình VTV1 và VTV2 lại cho loan truyền cái lời kêu gọi của chú, mặc dù lời kêu gọi của chú rất tác động tai hại cho nhà cầm quyền Việt Nam, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại cho hai cái đài này loan truyền cái lời nói, lời kêu gọi của chú Vương Thả trên khắp lãnh thổ Việt Nam? Đó là kế hoạch của chúng. Kế hoạch này như thế này: trước tiên thì chúng cho hai cái cơ quan truyền hình này, hai cơ quan truyền thông này loan tải lời kêu gọi bạo động, cũng như sự liên hệ của chú Vương Thả với chính phủ Gia Lâm Thời, với sinh đạo ông Đặng Quân trên khắp đất nước Việt Nam, để tạo được cái mối liên hệ giữa chú Vương Thả và chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời với sinh đạo của ông Đặng Quân. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng sẽ gây sự bất lợi cho chú Vương Thả và gia đình của chú Vương Thả. Cái sự bất lợi này nó tăng lên trong một thời gian ngắn. Chúng cho công an đến mà quấy nhiễu, chửi bới, thậm chí đe dọa về đời sống của chú Vương Thả và gia đình của chú Vương Thả. Là cái đó chúng cho những người dân từ nơi mà chú Vương Thả ở, cũng như chúng kéo một số người ở những xã khác đến mà gây một sự bạo động, thậm chí rất là hung tợn, không thể chấp nhận được đối với chú Vương Thả và đình của chú Vương Thả. Tại sao chúng làm vậy? Vì chúng làm như vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm như vậy là để cho người dân nhìn vào đó, khi mà chúng tạo một sự bất lợi rất lớn cho chú Vương Thả như vậy, để từ điều đó nó tạo ra một cái phát sinh, một cái nhu cầu là phải có sự can thiệp nào đó của chính phủ quốc gia Việt Nam Thời,
dưới sự lãnh đạo của ông Đào Mạnh Quân trong trường hợp này. Nhưng mà chú Vương Thả hiện tại là nằm trong cái cương thổ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và chính phủ Gia Lai lâm thời với sự lãnh đạo của ông Đào Mạnh Quân thì không thể nào mà với cái tay để mà giúp được chú Vương Thả được. Điều đó chắc chắn là không được rồi. Chúng ta thấy rõ, không thể nào được. Chính vì vậy, Cộng sản Việt Nam biết được điều này, cho họ mới tạo ra cái bản kịch này, để tạo cho cái lòng dân người ta mất tin tưởng vào cái chính quyền, chính phủ quốc gia Việt Nam thời dưới sự lãnh đạo ông Đào Mạnh Quân. Người ta cho rằng là chính phủ quốc gia Việt Nam thời hay là ông Đào Mạnh Quân sẽ bỏ rơi chú Vương Thả. Như vậy thì chính quyền Việt Nam thời này hay là ông Đào Mạnh Quân này đã lừa dối người dân Việt Nam, đã lừa dối chú Vương Thả, bỏ rơi chú Vương Thả là bị bộn. Để làm chi? Để mà gây mất uy tín trong lòng người dân Việt. Mất uy tín để làm chi? Để cho người dân Việt không còn cái sự tin tưởng vào chính phủ quốc gia Việt Nam thời với sinh đạo của ông Đào Mạnh Quân. Để cho họ không có bầu cái phiếu cho ông Đào Mạnh Quân, chính phủ quốc gia Việt Nam thời. Để cho không đạt được cái phiếu căn bản phải có để tạo thành một sự tiếp xúc với Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, với người đại diện của chính phủ quốc gia Việt Nam thời là ông Đào Mạnh Quân. Cái cuộc tiếp xúc này sẽ bất thành nếu mà không đạt được cái số phiếu. Thế nhưng, trong ngày 26 và rạng sáng ngày 27, Cộng sản Việt Nam đã dùng những sức mạnh, công cụ, công an để mà bao vây nhà chú Vương Thả. Đến nỗi chú Vương Thả tuyên bố nếu mà công an tấn công vào nhà thì chú sẽ cùng gia đình sẽ tự thiêu. Đây là chúng đánh cái đòn tâm lý rất mạnh vào quần chúng Việt Nam. Nhưng mà cái sự kiện xảy ra nó không nằm trong cái ý muốn của chúng được. Chúng muốn cho cái việc bầu phiếu cho ông Đào Mạnh Quân, cho chính phủ Gia Lai lâm thời bất thành, tức là không đạt được 1 triệu phiếu. Nhưng mà điều này người Cộng sản Việt Nam không nửa ý muốn được, nên chúng hoàn toàn thất bại. Vì trong ngày đó cái số phiếu bầu cho ông Đào Mạnh Quân, người đại diện cho chính phủ Gia Lai lâm thời, đã đạt được trên 1 triệu phiếu, tức là trên 1.200.000 phiếu, nghĩa là đạt được cái số phiếu tiêu chuẩn cần thiết để cho Tổng thống của Sư Cường Quốc là Donald Trump tiếp xúc với người đại diện của chính phủ Gia Lai lâm thời là ông Đào Mạnh Quân. Cho nên người Cộng sản Việt Nam, cái chính quyền Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thất bại. Còn cái việc mà bảo là chúng giết chú Vương Thả, chuyện đó khó xảy ra lắm. Tại sao khó xảy ra? Là vì trong cái đêm, trong cái ngày mà chú Vương Thả tuyên bố hỏa thiêu, khi mà cái công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà cầm Cộng sản Việt Nam là công an, nếu tấn công vào thì chú sẽ hỏa tự hỏa thiêu chú và gia đình của chú, thì cái tin tức này nó loan tỏa trên toàn thế giới, nó được loan truyền toàn thế giới. Và chính Tổng thống Donald Trump cũng có quan sát cái vấn đề này. Cho nên nếu mà cái vấn đề này mà người Cộng sản Việt Nam làm thì đây là một bất lợi, vô cùng bất lợi cho họ, vô cùng bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, vô cùng bất lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là một điều tối kỵ nhất. Tôi nghĩ rằng họ giàu có ngu, thiếu sự thông minh, nhưng mà họ cũng nhận biết cái sự tai hại này của chúng, cho nên chúng không làm đâu. Là vì khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Đào Mạnh Quân đã đạt được số phiếu rồi, thì cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có giết hay không giết chú Vương Thả, kết quả cũng không thay đổi. Mà nếu chúng giết, cái sự bất lợi cho chú Vương Thả và gia đình chú Vương Thả, thì cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ rước đến một kết quả vô cùng đen tối, vô cùng bất lợi cho họ.
họ không ngu làm điều này, cho nên họ không có giết chú Vận Thả đâu. Vì giết không có lợi gì cả, mà rất là tai hại, rất tai hại mà thôi. Vì cả thế giới đều biết, Tổng thống Donald Trump cũng biết chuyện này và ông đang quan tâm. Không có ai ngu dại làm chuyện này, không có lợi gì cả. Vì thế đây là âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái âm mưu thương kế tụ kế này của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thất bại. Hoàn toàn thất bại. Cái âm mưu này của chúng đạt được và sau cùng thất bại. Đạt được ở chỗ là gì? Là trong trường hợp có hoàn cảnh bi đát khẩn cấp của chú Vương Thả thì rất có nhiều người, người ta cho rằng chính phủ quốc gia Việt Nam thời của ông Đàm Minh Quân là bỏ rơi chú Vương Thả, là lừa dối, không đáng tin cậy. Để chúng ta thấy rằng nhiều cái vấn đề mà phát biểu như vậy đó, thì đó là cái ý đồ của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chúng hoàn toàn thất bại. Là bởi vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Đàm Minh Quân đã được số phiếu là trên 1.200.000 phiếu, nghĩa là vượt qua cái tiêu chuẩn mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đã định. Như vậy thì sắp tới thì ông Donald Trump sẽ tiếp xúc với người đại diện của chính phủ quốc gia lâm thời, đó là ông Đàm Minh Quân. Khi mà cái sự tiếp xúc này xảy ra rồi, có nghĩa là sức mạnh quốc tế của Việt Nam Hòa đã chính thức được phục hồi. Mà khi sức mạnh quốc tế này được phục hồi rồi, khi sức mạnh quốc tế của Việt Nam Cộng hòa đã được phục hồi thực sự, thì chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Tại sao như vậy? Là bởi vì khi mà Tổng thống Donald Trump đồng ý tiếp xúc với người đại diện của chính phủ Việt Nam Cộng hòa, chính phủ Việt Nam lâm thời, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời rồi, thì đó là bước đầu để cho chính phủ Mỹ và quốc tế đi vào vấn đề Việt Nam bằng luật pháp quốc tế, đó là trở lại Hiệp định Ba-Lê. Vì trong Hiệp định Ba-Lê là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nghiêm trọng và Việt Nam chưa thống nhất. Và khi mà Hiệp định Ba-Lê đã tái khởi động lại thì sẽ đến chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bị giải giới. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà Mỹ đã công nhận qua sự tiếp xúc với người đại diện của chính phủ quốc gia Việt Nam thời rồi, thì cái Hiệp định Ba-Lê sẽ được bàn đến. Mà khi đã bàn đến với sự ảnh hưởng to lớn của chính phủ Mỹ đối với thế giới, thì chỉ cần 6 nước thôi trong Hiệp định Ba-Lê đã đồng ý khởi động lại vì sự vi phạm của nhà cầm quyền Bắc Việt, của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm hiệp định này, thì Hiệp định Ba-Lê sẽ tái khởi động. Mà khi Hiệp định Ba-Lê đã tái khởi động rồi, thì Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bị giải giới. Và lúc đó, ông Đàm Minh Quân sẽ trở về Việt Nam bằng sự ủng hộ quốc tế, ủng hộ của Mỹ, nghĩa là về bằng cái sức mạnh quốc tế, với sự yểm trợ của quốc tế và Hoa Kỳ. Lúc đó thì ông Đàm Minh Quân mới về được. Như vậy có nghĩa là khi đạt đến từ 1 triệu phiếu trở lên, không có nghĩa là ông Đàm Minh Quân về liền. Không. Nếu mà ông Đàm Minh Quân về Việt Nam liền, cho dù là có 4-5 triệu người dân ủng hộ đi, thì ông Đàm Minh Quân cũng không thể về được. Vậy nếu ông Đàm Minh Quân về là sẽ bị Việt Cộng nó bắt liền. Nó bắt liền và nó sẽ triệt tiêu liền. Như vậy thì cái sự mà về của ông Đàm Minh Quân khi đạt số phiếu này mà không có sự yểm trợ quốc tế là có chuyện không bao giờ xảy ra. Cho nên đồng bào và quý vị đừng nên nghĩ chuyện đó. Ông Đàm Minh Quân chỉ về Việt Nam với sự yểm trợ quốc tế của Hoa Kỳ mà thôi, nghĩa là về bằng lực lượng của quốc tế, chứ không phải ông Đàm Minh Quân về bằng lực lượng của ông. Vì ông Đàm Minh Quân không có lực lượng gì cả, chỉ có một số nào không đáng kể, cái đó không có lực lượng được. Mà ông Đàm Minh Quân về bằng lực lượng quốc tế. Cộng sản không thể nào mà cưỡng lại vấn đề được. Bởi vì thứ nhất là họ kinh tế họ suy sụp rồi. Thứ hai nữa là tiền bạc họ bị đóng băng trên thế giới hết rồi. Họ không còn cái gì đáng kể hết.
họ rất cô lập. Bây giờ quốc tế nhìn người cái Cộng sản Việt Nam gì là con số không. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Cộng sản Việt Nam dưới đôi mắt quốc tế là con số không. Cho nên nếu mà họ cưỡng lại những điều mà trói buộc của quốc tế trong huyện Ba Lê là một điều bất lợi cho họ, họ phải tuân theo mà thôi. Và như vậy thì ông Đặng Văn Quân sẽ trở về Việt Nam với sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và lực lượng quốc tế, chứ ông Đặng Văn Quân không phải về một mình đâu. Quý vị nhớ điều đó, ông Đặng Văn Quân không thể về một mình, không có thể như vậy. Như vậy thì cái ngày mà ông Đặng Văn Quân về không phải là cái ngày đạt đến cái số phiếu là 1 triệu phiếu hay hơn 1 triệu phiếu không? Bây giờ ông cái số phiếu mà đạt đến 4, 2, 3, 40 triệu người dân của ông Đặng Văn Quân chưa về được, mà ông chỉ đạo ông Quân trở về bằng sự ủng hộ quốc tế và của Mỹ mà thôi. Nghĩa là sau khi Hiệp định Ba Lê đã được tái khởi động và đi đến sự dài với Cộng sản Việt Nam thì ông Đặng Quân sẽ về trong cái đó và về để tổng tuyển cử. Như vậy thì ông Đặng Quân chỉ đóng vai trò của vấn đề một là cứu quốc mà thôi, để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái đó là tổng tuyển cử. Quý vị nhớ điều này, nhớ điều này là ông Đặng Quân không phải về khi đạt đến trên 1 triệu phiếu, cái điều này không có sẽ không bao giờ xảy ra, mà ông Đặng Quân về bằng sự yểm trợ của lực lượng quốc tế và của Hoa Kỳ mà thôi. Có nghĩa là sau khi Hiệp định Ba Lê đã được tái khởi động và có sự ràng buộc Cộng sản Việt Nam phải tuân theo phạm vi giải giới, để khi ông Đặng Quân về đó trong một thời gian tạm thời đó để tổng tuyển cử, nó là như vậy đó. Dẫu sao trên vấn đề mà chính trị có nhiều cái phức tạp lắm, nó không phải đơn giản như là đồng bào hiểu, có những quý vị hiểu như vậy. Cho nên mặc dầu chú Vương Thả là người yêu nước nồng nàn chân chánh, chú rất là bộc trực, nhưng mà cái sự mà kêu gọi bạo động của chú nó không nằm trong cái tính cách của một sự, nó không nằm tính cách hiệu quả để mà lật đổ cái chế độ Cộng sản Việt Nam này. Là vì cái chế độ Cộng sản Việt Nam này nó có bạo lực, nó có vũ khí, có súng ống đầy đủ hết. Cho dù 5.000 người hay 10.000 người gì thì họ cũng bị trấn áp mà thôi. Mà như tôi nói các bạn, cái sự lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam nó không bằng võ lực. Chúng ta không cần dùng võ lực, lượng võ trang, không cần. Cái người Cộng sản Việt Nam là người quốc gia, tức là Việt Nam Cộng hòa, sẽ giải quyết trận đánh này trên bàn mặt cờ quốc tế, tức là luật pháp quốc tế, chứ không phải những trong phải tại chiến trường, không cần thiết. Cho nên cái sự mà nổi dậy bằng bạo động không cần thiết, không cần thiết. Dùng lực lượng võ trang để mà giải quyết không phải là đúng, chỉ làm cho sự đau khổ cho người dân thôi, không giải quyết gì được hết. Hiệp định Ba Lê 1993 là bảo kiếm của người Việt Nam Cộng hòa để mà chặt đứt chế độ Cộng sản Việt Nam, chặt đứt Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, để mang lại hạnh phúc cho người dân, sự vẹn toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam và đánh đuổi tàu cộng đất của lãnh thổ Việt Nam. Nó là như vậy đó. Cho nên từ bây giờ trở đi, tức là từ cái ngày mà Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống của nước siêu cường quốc là ông Donald Trump đồng ý tiếp xúc với người đại diện của chính phủ Gia Lâm thời cách chính thức, tức là ông Đặng Văn Quân, thì từ ngày đó trở đi là những cái diễn tiến giữa Hoa Kỳ, chính phủ quốc gia Việt Nam thời và Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là chính phủ Cộng sản Việt Nam, sẽ xảy ra một trận chiến rất là ngoạn mục. Quý vị hãy xem đi. Từ bây giờ trở đi sẽ có những diễn tiến rất ngoạn mục. Xin đồng bào Việt Nam và quý vị sẽ thấy những diễn tiến rất ngoạn mục trong những ngày tới. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị giải tán. Là vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bị giải giới, và sắp tới là tổng tuyển cử cho Việt Nam. Người dân Việt Nam sẽ chọn lựa ai là người có tài năng, có đạo đức, có tài lãnh đạo, đem nước đến sự hạnh phúc, ấm no cho người dân, sự vẹn toàn lãnh thổ, sự hùng mạnh đất nước, thì các vị đó sẽ được bầu. Không nhất thiết là bầu Đặng Quân. Đặng Quân chỉ thích hợp trong giai đoạn này mà thôi. Cái bài hôm nay của tôi đến đây là chấm dứt.
Xin chào đồng bào Việt Nam, xin chào tất cả các đoàn thể và lực lượng đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam và sự vẹn toàn cho Việt Nam. Hẹn gặp quý vị trong những bài sau. Kính chào quý vị.